Ngân ơi, sắp mưa rồi, thôi cất bánh đi. Vâng. Sắp mưa rồi đấy mẹ. Mẹ, mẹ đi vào đi, mưa ướt hết bây giờ. Chả biết hai thằng độ này thế nào, chả thấy thằng nào gọi điện về cả. Không biết nó bận cái gì mà thằng Trung cũng chả thấy gọi, mà thằng Hiếu thì cũng không. Alo, Hưng à, tình hình thu hoạch mùa của bà con thế nào rồi? Nói anh em cố gắng nhá. Anh sẽ huy động thêm người. Rồi rồi, rồi. Này, làm gì đây? Bị dưới cái giường khẩu à? Bạn với bè vả vào mặt bạn bốp 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 như thế, thế mà cũng gọi là bạn thân à? Ông chứ có cái gì mà ghê gớm nhỉ?